Xin chào cô bác và anh chị. Buổi tối ngày hôm nay thì Nhung tự nhiên thấy rất là thèm cái món canh xương nấu với khoai sọ. Và Nhung đi xuống dưới lúc trước khi mà khai giảng cái lớp G7, khai giảng cái lớp G7 thì Nhung cái lớp kiến thức Đức G7 thì Nhung có xuống dưới chợ để tranh thủ đi vứt một cái túi rác. Thế và tiện thể thì là mua một ít đồ ăn. Thì lúc đó xuống là dự định là sẽ mua mua một ít xương sườn để nấu với khoai sọ, và Nhung sẽ nấu với cả rau mùi tàu và hành thôi. Đó, Nhung chỉ nấu với rau mùi tàu đây, rau mùi tàu và hành. Nhung đã thái hành cũng có một chút thôi, Nhung không cho nhiều đâu. Hành lá đi một chút thôi ạ. Đó. Một chút lẫn vào đây thôi ạ. Và chủ yếu ở đây là mùi tàu. Đó, chủ yếu ở đây là mùi tàu. Thế thì cũng có rất là nhiều những anh chị chia sẻ ở trên YouTube ý, là mọi người sẽ có những cái vùng mà mọi người sẽ nấu với lá lốt, có những vùng thì nấu với cả ngổ. Thế nhưng mà thông thường nếu như là Nhung nấu khoai xương với cả khoai sọ thì Nhung thông thường là Nhung chỉ có nấu mùi tàu và hành thôi, hành lá thôi. Chứ Nhung cũng không cho Nhung ngổ, bởi vì nếu như giả sử mà Nhung nấu với rau muống ấy thì Nhung sẽ có cho rau ngổ ạ. Thì Nhung thấy nó ngon hơn. Thế còn đâu là Nhung vẫn quen với vị vị của rau ngổ và hành lá nếu như nấu với khoai sọ. Và hôm nay thì cái cách nấu của Nhung thì nó cũng mang tính chất là Nhung nấu thanh đạm và nấu nước trong, chứ Nhung không nấu mỡ ngầu lên, và Nhung cũng không xào, xào xương, tức là cái gọi là xào qua xương với cả mỡ gì cả đâu ạ. Mà đầu tiên thì là Nhung rửa lấy nước đun sôi và gọi là luộc qua xương đấy ạ. Luộc qua xương và lấy cái lọc ấy, làm có cái rổ lưới lọc, thì Nhung lọc bỏ luôn cái nước đầu, và bắt đầu Nhung rửa qua xương đó, rửa qua xương rồi đầy đủ đi. Sau đó thì cho vào ninh với cả nước mới hoàn toàn để xương nó có một cái độ trong ấy, độ trong nhất định như thế này này. Nhung thích kiểu ăn theo kiểu nó có một cái độ trong nhất định như thế này. Và bây giờ thì Nhung đang để ở nhiệt độ số 5 đó, số 5, và sẽ điều chỉnh về số 3 đó. Thì khoai sọ thì Nhung có một cái cách làm rất là đơn giản, bởi vì là Nhung là người rất ngại cạo củ khoai sọ, bởi vì cũng một phần là Nhung ám ảnh cái tuổi thơ là cái củ khoai sọ này, cái khoai nước ấy nó rất là ngứa đó, rất là ngứa, và Nhung vì Nhung sợ ngứa cho nên là Nhung dùng một cái cách, đó là Nhung luộc, Nhung lấy cái nồi này luộc cái củ, rửa sạch cái củ khoai sọ này, sau đó thì Nhung luộc cả vỏ và luộc chín rồi bắt đầu Nhung đổ dầu ra rổ cho nó được bớt nóng, và Nhung bóc đó, Nhung bóc đây, bóc những củ khoai sọ đây. Tại sao là đây mọi người, anh các cô bác anh chị nhìn thấy là những củ khoai sọ tròn ung ủng này, là Nhung không có phải là cạo rồi bổ đôi bổ tư đâu, mà Nhung để hoàn toàn củ tròn ung ủng luôn. Và những cái củ khoai sọ này nó đã bở tơi rồi ạ. Nó khi mà Nhung bóc, Nhung đã thấy nó rất là ngon, và đảm bảo 100% là nó bở tơi và rất là thơm ngon. Bây giờ mọi người, các cô bác, anh chị nhìn thấy cái nồi xương của Nhung không ạ? Nó rất là, nước nó rất là trong và nó ngon nhá. Đó. Và gia vị thì Nhung thông thường là Nhung có thể dùng bột canh. Đó, Nhung bột canh. Thế một số cô bác anh chị thì hay dùng bột nêm, thế nhưng mà Nhung thấy là cái bột nêm hay là mì chính mà ninh lâu ấy thì nó cũng không có lợi cho sức khỏe, thành ra là Nhung sẽ sử dụng là bột canh. Thế còn hôm nay thực ra Nhung dùng cái muối này, cái loại muối mà Nhung đã làm đó, cái muối tổng hợp này Nhung đã làm để vừa để chấm hoa quả này, vừa để chấm các loại củ này, vừa là để khi mà nấu linh hầm thì mình có thể cho vào luôn, rất là tiện, rất là tiện đó. Và Nhung cũng không cần phải
cho thêm gia vị các thể loại nhiều làm gì, rất là đơn giản như vậy thôi. Thế và thực ra thì có một cái nguyên tắc mà anh chị vẫn hay được các cụ chia sẻ lại từ thời xưa ấy, tức là thời bố mẹ của chúng ta ấy, là chia sẻ lại là không được cho đũa vào nồi khuấy tung lên khi mà trong khi mà mình đang ninh khoai sọ đâu, nó sẽ bị ngứa mồm. Cái đấy thì Nhung cũng không 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 có kiểm chứng, nhưng mà Nhung cũng thấy sợ. Và chính vì thế thì thật sự là Nhung vừa rồi cũng chỉ có một chút, vừa rồi là khi mà khoai sọ nó đã chín hết rồi, nó đã chín hoàn toàn rồi, thì tức là bây giờ là gần được ăn rồi, thì Nhung mới bắt đầu cho cái đũa vào thôi. Chứ còn tuyệt đối là trong quá trình mình ninh ấy, mình cũng không hề động một chút nào đũa vào đây đâu ạ. Đó, không một chút nào đũa vào đây. Ê, và khi mà mình ninh đến cái tôi gọi là nó nhừ hẳn như thế này này, thì nó có thể là có bọt, thì chúng ta sẽ hớt nó đi để làm sao để ăn nước trong. Và bây giờ thì Nhung xin phép cùng anh chị và cô bác anh chị thưởng thức cái món này. Thưởng thức cái món này. Đấy, Nhung sẽ hớt một chút bọt đi nha. Nhung thích ăn nó trong cơ, chứ không là thích mỡ ngầu lên đâu ạ, rất là sợ. Và xương này Nhung có trần trần qua nước sôi rồi, và trần trần hai lần đấy, trần trần hai lần và đổ đi rồi đấy ạ. Nhung xin phép nhé, mình sẽ cho vào đây. Và bây giờ khi mà đã xong rồi như thế này, thì thực ra cái nồi xương này Nhung nấu là để dùng ăn cho 2 bữa. Thế cho nên là Nhung sẽ không không cho hết tất cả đấy vào đây đâu. Nhung sẽ không cho hết tất cả cái mùi tàu này vào, và Nhung sẽ lấy một cái bát. Chỉ ăn ở trong cái bát này thôi. Thế còn lại là Nhung nấu cái nồi này là nấu cho cả ngày mai. Thế còn cái mùi tàu này Nhung sẽ giữ lại cho buổi sáng ngày mai thì mình dùng nhá. Thế vào đây thì Nhung cho mùi tàu vào bát này. Đó. Và khoai mình sẽ múc vào đây. Đấy, các cô bác nhìn thấy mình đã có một một cái bát canh khoai rất chi là hấp dẫn rồi ạ. Nhung cũng không ăn nhiều xương. Đó. Và chủ yếu là ninh xương, nhưng ninh xương này là cho các bé ăn thôi. Nhung cũng không ăn nhiều thịt mà. Và bây giờ thì cô bác anh chị đã thấy là Nhung đã có một bát canh khoai sọ rất là ngon để thưởng thức rồi ạ. Và bây giờ thì Nhung sẽ để lửa nhỏ để cho xương nó nhừ hơn thêm chút nữa, để sáng ngày mai ăn nó sẽ ngon hơn, và nước cái nước dùng nó sẽ ngọt và đậm ngọt ngọt ngào hơn. Thế còn bây giờ thì Nhung sẽ thưởng thức cái bát canh khoai này với nhiều rất là nhiều khoai. Đó, Nhung rất là thích ăn khoai, và xương thì cũng chỉ là để mua thôi. Nhung cũng chỉ để mua, và hôm nay thì Nhung mua xương cục, thành ra là cái xương này thì nó cũng không 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 thực sự là nhiều thịt đâu ạ. Nó không có thực sự là nhiều thịt. Do đó thì Nhung đây Nhung cũng chỉ lấy một miếng để mua thôi. Còn lại thì Nhung sẽ cho vào cái nồi này để hầm để Nhung ăn ăn bữa sáng sáng ngày mai ạ. Tại vì thực ra thì buổi sáng rất là bận ấy, nhiều việc ấy, trong ban ngày Nhung rất là bận, thành ra là có buổi tối ấy, Nhung có thời gian là Nhung sẽ làm để buổi sáng ngày mai ăn. Và bây giờ thì Nhung sẽ đậy lại để hầm nhé. Xin chào cô bác và anh chị, và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video tiếp theo của Nhung. Và các cô bác anh chị mà thấy cái quá trình làm của Nhung nó có điều gì đấy nó chưa được đúng, hay là nó chưa chuẩn, hoặc là nó chưa được ngon, thì các cô bác anh chị góp ý cho Nhung nha.